Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là cả gia đình mới vừa đi mua sắm rồi đi chơi vòng vòng rồi về nè. Mẹ Sáu đang đứng xem mấy cái đôi giày mới mua được. Dài nhẹ dữ lắm luôn, Dạ, ngon gặp. cái này là đi thấy mấy đôi giày này nè, rất là nhẹ, rất là đẹp nên thôi Ngọc mua tặng cho mẹ Sáu hai đôi giày. Ha. Rồi còn cái này là cái áo hả mẹ Sáu hả? Áo mẹ Sáu mua tặng 10 phải không? Cái áo này mẹ mua tặng cho 10, thôi kệ mình đi xa về mình mua cho em mình món quà, rồi từ từ cái mình cũng mua cho bé lớn, rồi mua Chín cho Mai, 18 rồi 18 đồ, cậu hai đồ này kia mua hết luôn, nói chung ai cũng có hết trơn kệ mình ít tiền mình mua ít chứ cả nhà. á. Ít tiền mua ít cho em mình vui chút xíu thôi. Rồi cái này cũng chay nè ông bà cô chú nè, nó Đi đi nó đâu? mua được cái đồng hồ. Đi xa xa về có chút quà cho em Út. Đồng hồ này không có giờ, chỉ có dây thôi, đếm dây nè ông bà thấy không? Còn cái này là cái áo của con nè mẹ Sáu nè. Đó. Áo này là không phải con mua, cái áo này là con Thư á. Nó in cho con. Đây là cái áo mà em họ của Ngọc ở Việt Nam in cho Ngọc á, cái hình cái chai gì hoa nghệ tây với lại cái hũ như hoa nghệ tây của Ngọc nè. Nếu mà mọi người coi kênh Ngọc lâu là biết Ngọc có đứa em họ áo rồi áo gối rồi cặp đồ đôi, đồ nhóm, đồ gia đình, đồ gì đó mà miễn có đưa hình cho nó là nó in áo. Thì giống như bữa chay nó thích vô đà, cái là nó in quá trời áo vô đà luôn cho chay luôn. Rồi áo gia đình. Cái nhà của con á, mấy bạn nhân viên đang làm á là cũng in áo đó, là in chung luôn, lần thứ in luôn. Rồi ship đi toàn quốc luôn, chỗ nào cũng vậy. Nên là nếu mà mọi người mà có mà nhu cầu mà mình in áo rồi đó, mấy bạn đang yêu nhau nè, thí dụ như con mình đang học mẫu giáo muốn in áo cho hoặc là in hình lên cái áo gối rồi tên tuổi rồi này kia, rồi áo gia đình family, cái gì làm chung cũng được, là cứ chiên về áo là cứ liên hệ với lại em họ của Ngọc, số điện thoại Ngọc để trên màn hình đó, là có hết. Nhưng mà giá cả thì cũng giá cả rất là phải chăng nha, chứ chỗ không nào có cũng được, cứ ra add mắc Zalo lắm. rồi cái nói cho em mình nghe về cái size hay là cái hình ảnh hay là cái gì là cái cứ thiết kế lên là in ra cho mình chất liệu rất là đẹp. Hôm qua có một người ở bên Mỹ về Dạ. điện chị Ly, Dạ. hỏi chị Ly in áo ở đâu, ở làm sao, rồi chị Ly nói thôi bây giờ về Việt Nam đi, rồi ở khách sạn nào, nói chị Ly sẽ điện cho con Thư. Nha. Rồi Thư nó mới điện, rồi nó in size in đồ, ngày hôm Dạ qua đúng người rồi. ta có điện. Đó, nên là mọi người mà có nhu cầu đó thì cứ ủng hộ vô giúp giùm cho mấy đứa em của Ngọc ở Việt Nam cho nó có công việc để làm nha. Cảm ơn mọi người. Thì mình đi cả ngày nên là mình không có nấu ăn đồ gì được hết, nên là Ngọc ghé mua cái này tại vì Ngọc bò cũng bỏ bụng rồi. Tại vì cái này nó ngon quá đi nên là nói mẹ Sáu qua là nhất định sẽ mua cho mẹ Sáu cái này. Nhưng mà mẹ, con đi vô bữa nay lúc mà con đứng con chờ lấy đồ ăn vậy mẹ. Con thấy người ta có bán cái hộp này nè mẹ. Là con thấy ở đằng sau người ta có chỉ luôn, mai mốt là mình ở nhà mình tự mua đồ và mình nấu ăn y chang shop vậy luôn. Vậy hả con? Nè mua mua hộp shop này 9 đồng 99. 10 đồng. Rồi cái này là cái mọi người biết gì chưa? Tôm hùm đất. Hồi nào giờ mày sao ăn tôm hùm đất chưa? Chưa phải không? Đây. Chưa ăn tôm hùm đất nhưng mà nghe con ăn là biết không? Đây, wow, nguyên một cái bịch tôm hùm đất. Trời tới giờ còn nóng nè mày Sáu nè. Đi nửa tiếng đồng hồ về rồi đó. Cái dĩa này đủ không ta? Wow, Đủ ok, mẹ 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 trút đi. Mẹ trút đi cho nó gọn. Trời giờ sướng quá, cái gì cũng có hai chị em làm chung nhau trơn. À, bây giờ đổ nước sốt ra, cái này ngon lắm mày sốt là Sáu. ngon, không sao nước sốt kẹo sệt luôn ha. Đó, con tôm hùm đất á mày Sáu. Con mua 1 ký tôm hùm đất rồi 300 g con tôm Con mà nhắm cái này tôm tràn thường không á, con? Tràn không? Không biết nước tràn bờ đê không ở vừa đây. vừa ách Tràn tràn không không? Chứ tràn không đâu, không thôi tràn đâu, không vừa tràn tới đâu. luôn, thôi đi đừng cho nước cái nữa. Rồi hết rồi. Ừ, Vậy là tràn hết đi rồi. Rồi cái con mua nè, con mua khoai nè, con mua bắp nè, con mua trứng nè. Rồi con mua riêng chứ không phải tao múc chung mình. Dạ không, cái này là mình ăn là mình Mình thích order muốn riêng. có cái gì á mình Rồi dặn thêm. con mua xúc xích nè. Đó, rồi cà cua tiết nữa. Nè. Quá ngon, quá hấp dẫn, để cho mẹ Sáu ăn thử. Thời nào giờ thì mẹ Sáu có lên Sài Gòn thì cũng đi ăn, nói chung là điểm sắm là mẹ Sáu đi ăn quá nhiều rồi nè. Đúng không? Tại vì chị Ly rất là thích ăn điểm sắm nè. Rồi hồi đó thì cũng anh Quang cũng dẫn đi ăn điểm sắm nhiều, rồi con Để lên cũng đi lên ăn điểm con sắm. cũng ăn điểm sắm luôn. Đó. Hôm qua này chị Ly cũng dẫn ăn điểm sắm nữa. Nên là con thấy con là mới đầu tính tối nay dẫn đi ăn điểm sắm rồi đó. Mà con nói bây giờ mẹ Sáu là điểm sắm là quá nhiều rồi, nó cũng giống giống qua lại vậy thôi. Nên là con suy nghĩ tới cái món này con mừng hết hồn luôn, con gọi điện thoại cho anh ta. Hồi nãy trên xe là ba con nói
em biết cái này chị thích lắm, cho nên Ngọc nó mua cái này về cho chị ăn đó. Dạ, món này ngon. Hồi nãy mẹ nói quên dặn con, không biết con có order thêm là bắp, là trứng, là khoai tây không? Ồ, đầy đủ. Mình qua đây mình được cưng quá cả nhà. Qua đây là bé luôn. Qua đây được cưng quá trời luôn. Con mình dưới cũng cưng mình, ở đây Ngọc cũng cưng mình luôn. Trời ơi, lâu lâu mới đi qua mà đất một cái đất nước mà không có bà con thân thuộc gì hết trơn. Mà hả, từ lâu á là vừa em út con cháu là muốn đưa chị mình, đưa mẹ mình qua đây chơi mà đâu có nghĩ là sẽ đưa được, không Ngọc? Dạ. Hôm nay có cái dịp mà hả chị Ly đưa mẹ Sáu qua đi được. Mà tính ra thôi, mẹ Sáu ở nhà con thì cũng không có nhiều quá chứ, phải đi mà phải đi cái dạng mà hấp tấp á, chứ không phải mà đi mà đi để ấy đâu ha. Đúng rồi. Mà nên là mình phải tranh dồn thủ. Được cái nào dồn. Phải tranh thủ. Nên là tranh thủ. Đó nghe thấy thương không cả nhà. Tranh thủ đi được bao nhiêu chỗ đi rồi ăn được cái gì ăn. Rồi ok thôi, bây giờ mình dọn xong rồi mình lên bàn ha. Rồi ăn thích ăn cua tay thì ăn, còn thích ăn tay cua tay thì ăn không thôi. Ừ. Ăn cua tay khó thôi. Cua tay khó lắm. Mình tưởng ăn mình, theo kiểu mình mới rửa tay sạch sẽ thôi, mình cầm mình ăn nha cả nhà. Xin phép cả nhà. Cầm cái bao tay á thì nó vừa vệ sinh nè ha, đẹp mắt ha, mà vừa chút xíu nữa mình không có rửa tay nó cũng dễ cả nhà. Đúng rồi, mà không ăn được. Lột cầm á, lẫm cộng lột cái con tôm khó lắm. Nhất. Ừ. Có rồi. Rồi ok. Thôi cả nhà mình xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào cả nhà. Rồi nhà. Mời mọi người cùng ăn với lại gia đình một bữa ăn ngày hôm nay. Dạ rồi, mời này, cả để nhà cho mẹ Sáu ạ. Mẹ Sáu món ăn tôm hùm đất ha. Quá ưu tiên luôn, coi như bỏ là ưu tiên số 1 luôn á. Rồi bánh đi ưu tiên cho chị cái này nè. Mẹ Sáu cũng sắp mẹ cho. Ưu tiên chị cái đó đi. Em với con. Thì qua đây đãi những món ăn ngon cho mẹ ăn. Quá trời vô ngon. Quá ưu tiên luôn. Rồi, mẹ với ba. Rồi. Rồi ok. Con ăn tôm hùm đất. À quên. Ba, cái tay ba chưa dơ, ba mở cái này ra, lấy cái kéo, cái kéo con cắt được. Đó này, cái này. Đó. Cả nhà ơi, mời cả nhà nha cả nhà. Con cũng không có ăn cái này cho lắm. Thôi kệ, ăn đi, ăn người miếng cho vui. Đây con cắt cho. Xin mời cả nhà ăn cùng với gia đình mình nha. Ba ăn người dưới đây. Cái chỗ bán này nè cả nhà. Nước sốt ngon lắm, nước sốt nó sệt mà nó vừa ăn. Nên mình nhà mình thích á là do là nước sốt nó ngon, nó thấm á. Nên ăn ngon lắm. Ngày chứ rồi. Cũng mới ăn sao? Mới ăn cái đây à? Mới ăn có chừng từng 10 ngày cái trước nè. Cũng chưa thèm, ủa có cay mà chứ. Mà muốn mua cho sao ăn thử. Ăn vậy chứ chút không có thấy cay lắm. Đây con cắt cho, đây con cắt cho. Cắt nè con. Con cắt cái này nè, con cần cắt cái này nè. Cái này là con cua, càng cua tuyết á mẹ Sáu. Con nghĩ là cua hoàng đế thì mẹ Sáu ăn rồi, còn cua tuyết thì mẹ Sáu chưa ăn đâu. Nói mẹ quên dặn con con order đâu có cay. Biểu đựng cay. Con nói là không cay á. Ừ. Thì hơi cay. Con nói là y như hôm bữa là mình ăn á. Mà mẹ ăn có thấy cay không? Không, ba thì không thấy. Có nhiều khi mẹ ăn không có cay quen á con. Hơi the thì mẹ thấy cay vậy thôi. Đây, đó là cái này nè. Đó mẹ Sáu mở ra. Bánh ly. Ly cũng mua cho chị ăn, chị nói hơi cua chị ăn khó ăn lắm. Thôi mẹ không ăn đâu coi. Không, cua này thì nói chung cái thịt của nó, cái càng á, mình lấy ra nó cũng dễ. Không, cái con cua á, con cua biển rồi á. Dạ, à mấy con cua. Cua biển rồi. Đưa mẹ. Rồi con ăn cái đó đi. Con cua tươi dữ lắm luôn. Mình đi chợ mấy con mua cua về luôn ăn mẹ. Bên này thứ hai phải không? Dạ. Bài thứ ba như vậy là chị qua đây được 2 tuần rồi đó. Sáu qua bữa thứ ba hả? Ừ. Em không nhớ bữa mấy luôn. Đó, bên đây là chị đi bên đây coi. Bà đi cái bữa đó là ngày chị đi bữa 10 tây á. 10 tây. 10 tây là bên đây. Mùng 10 mình. Đó mùng 10 mình quên đó. Mùng 10 mình đó. 20 ăn Tết 23. Xong được 10 ngày sáu qua. Đúng rồi, mùng 10 á, mùng 10 mai sáu đi. Ừ. Là được 2 tuần rồi đó. Ngày mai sáu. Cứ vậy nè, cứ chấm vô cái nước sốt. Yeah. Cứ chấm vô cái nước sốt thịt đó, cứ vậy á. Thằng Quang cái 2 tuần nữa là về Việt Nam lại rồi đó. Ừ. Có 2 tuần, Sáu đi qua có 2 mấy ngày anh coi mày. Nhưng mà đi về là 1 tháng đi đó. Đi, đúng rồi, trong tháng đi về hết 4 ngày nữa. Sẵn cái trứng ra. Hả? Sẵn cái trứng màu này đi 27 ngày thôi. Đúng rồi. Chưa được 1 tháng nữa. Ừ. Mà đi về hết 4 ngày. Còn ở chơi được có 23 ngày. Trời ơi, tôi về Việt Nam 1 tháng mà tôi đếm từng ngày luôn á. Đúng rồi. Tôi cứ đếm hoài cho nó trời ơi sao nó lẹ dữ vậy trời. Để biết tôi muốn thời gian cho nó lùi lại để ở chơi bữa. Đừng nói là lùi lại.
cổ. Có cái lầu như vậy, bển cũng thương con, thương cháu. Cũng muốn sao biết làm sao? Ngân với thằng Bảo kêu mẹ về đi, con mua vé cho mẹ về 1 tháng, mẹ mẹ chơi 1 tháng mẹ qua. Em nói không, mẹ về 1 tháng qua mẹ không về. Nó nhanh lắm, mẹ thấy cô mấy chú con rồi Ngọc rồi đi 1 tháng, nó nhanh quá mẹ đi rồi cái mẹ quyến liếng mấy đứa nhỏ quyến liếng ông bà nội rồi mình đi tu nghiệp nó thôi mẹ không có về thà mẹ cố gắng mẹ ở thêm vài tháng nữa thì mẹ về ở mấy tháng nó đáng chơi với cháu. Không có mua tôm nữa nè, chứ biết sao không, lần đầu tiên không mua tôm luôn á. Kệ mình đi vậy đi, công chuyện nhà mình cũng còn và mình cũng chưa sắp xếp. Đúng rồi, tại vì mình đi bất tử Ly nó làm cái mình đi liền. Quên nữa là nãy giờ Điền Quynh với Chay á, Điền Quynh chở Chay đi học không bà cô chú. Cho nên là không có sắp xếp cho nên chị phải đi nhanh. Tội nghiệp á Tiên. Ngọc hỏi Điền Quynh có ăn không, Điền Quynh nói thôi Điền Quynh không ăn đâu. Đấy, cho lấy cái này luôn. Cái giấy nữa không? Không. Con có cả giấy dư nè. Em có nè, em không. Ăn cái này giấy không à? Không có, mình để cái tay mình ăn luôn đi. Mình ăn luôn tới nào. Hơi the xuống cái mới đầu vô cái miệng thì không, nhưng mà nuốt xuống thì cũng hơi the. Tới lần nào mà mình ăn... Mẹ Sáu ăn thịt đi. Mấy cái đó là nó cũng không có cái gì trong đó hết trơn á. Ăn cái càng cũng mới cắt kìa, đó. Còn mấy cái ngoe này không có gì trong hết trơn. Ăn đó đi. Ủa sao này còn cái này đây, để con nè ba nè. Ăn cái đó, đừng ăn mấy cái... Bởi đi về Việt Nam, nó đi về, mình đi về chơi vài ba tháng cho nó đấy luôn. Còn như em nói bây giờ như chị qua đây một tháng thì chị thấy nó lâu, công việc thấy nó lâu. Không, lâu không? Chị thấy lâu, nhưng mà lâu. Là thời gian nó mau lắm. Nhưng mà tại vì chị thấy lâu là tại vì công ăn chuyện làm chị qua bển là nó cũng còn núm níu với chị. Thì chị cảm thấy ở lâu chứ thật tình thấy mau cực kỳ luôn. Nói là mình ở chưa quen. Chưa quen mình thấy lâu. Nhưng mà chị đi chị có nhớ cháu nội không? Nhớ chứ cưng. Nhớ là nhớ thằng Quang đồ cũng tội nghiệp đi bò rồi ha. Ở bển á, Gia Hân nó đi làm á, cháu biết ở trên đó với cậu Mộ Bảo nó cháu yên tâm. Thì mình thấy bình thường không gì ha. Nhưng đi qua bên đây cái cũng thấy nhớ nó nữa. Nhớ hết luôn á. Mình qua bên đây ai ở bên Việt Nam mình cũng nhớ. Nhớ từ cái chị em cô chú hàng xóm mình cũng nhớ ha. Mà chị nhớ vậy, chị đi qua được vậy trong bụng chị ước sao mà chị em mỗi một người phải được đi biết ha. Được đi một lần là chị vừa bụng. Trời ơi, nói như biết. Chị thôi nó dễ quá rồi. Không, ai cũng vậy á. Thấy mình ai. Thương gia đình, mình người thương gia đình á, cái mình muốn mình vui. Mình thấy mình trải nghiệm, mình thấy mình ăn được cái này, mình ăn được cái kia. Giống như ngày xưa sao mà mẹ nhớ ngày xưa mà mẹ kể cho con là mẹ đi làm với ba. Mẹ ăn ngồi ăn mẹ tô hủ tiếu á. Mẹ cũng hoặc là những cái món gì ngon á, mẹ nó ước gì bà ngoại ăn được như vậy. Đó. Đi vậy thôi à. Nó cái này còn cái này là đi qua một cái đất nước khác thì nó này đất nước này khó đi quá đây, đi. Nhìn chỉ nói đơn giản thôi. Ba đây, ba đi làm về đây, ba ghé vô chỗ nào ba ăn cái món gì ngon á. Các bà điện về cho con. Thấy à? Ba điện cho con hỏi đây, ba ghé cho. Nhưng mà cái con. Đó là dễ. Đó là quá đó. Dễ. Con thích cái món này không ba mua về nghe. Ok ba. Đó, thích là ba biết con thích cái gì rồi ba mua. Rồi, mẹ Sáu thử lột ra ăn cái con raw fish thử coi mẹ Sáu lột được không? Tại vì cái con raw fish này cũng lột coi như là con tôm. Thấy vậy. Con lột ngon lành lắm á, mà để coi thử. Thôi nghiệp. Vui quá cả nhà ơi. Chị qua đây. Bữa hôm qua thì chị hôm qua đang trong cái thời điểm mình đang nhớ quê hương nữa. Nhớ con, nhớ cháu, nhớ chị em mình Việt Nam nữa nên chị qua đúng lúc luôn. Quá trời mừng vui luôn. Trời mẹ thấy con lột, ăn lột áo. Ngày mai Sáu cứ ăn con lành. Còn cái đầu ở trước. Cái đầu cũng không có gì mà không có gì á, đừng ăn đầu. Mình thích cái nước sốt này thì mình húp thôi, nó đầu không có gì. Cái mình bóp cái mình. Ăn cái này hao giấy dữ lắm. Sao? Mình bóp cái mình của nó. Bóp cái mình cho mẹ Sáu, bóp cái mình nó lại. Cho nó bể cái mình nó ra. Đó, rồi xong rồi cái mình lột nó ra. Đúng rồi, mẹ Sáu bóp cho con này nè. Bóp cái mình nó vậy nè, cái mình lột từ cái trong mình lột ra. Đó. Nó thành được nguyên con. Mà con mẹ Sáu thấy nó hơi bị hẻo rồi, ăn con này nè. Thôi, ăn con này đi. Cái con đó nó hơi bị một mẹ Sáu ăn phải con tới con khác nữa chứ đâu phải ăn một con thì đó không có con đầu tiên con phải cho nó có ấn tượng cho nó ngon ngon gì raw fish mà thí dụ như raw fish này mà người ta mua về một mớ gì vậy đó nhưng mà luộc lên có con chết nhanh có con chết chậm có con còn tươi có con còn không tươi. Đúng rồi. Ở đây có nhiều cái chợ bán con này sống hay không
Đây, chợ họ cho mình lựa luôn. Một thùng vậy mình muốn bắt con mà mình bắt ngon lắm. Hồi nãy con mua chạy đó là chị bốt về một con sắm mình về làm hả? Đúng rồi. Người ta chỉ làm hết mẹ. Dạ. Tỏi bầm, hành bầm, bơ, đổ nước vô, cho đường vô, cho muối vô, đổ cái đó vô, nấu sôi lên. Còn nghĩ mà nếu mà muốn nó kẹo 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 nữa, bỏ miếng bột bắp nữa rồi thôi xong. Hồi xưa con mua cái bịch đó, con là con thấy nó vậy á, con mua cái bịch về cho anh Bảo làm đó. Dạ, đúng rồi á, không có bịch cái bịch khác nha, còn bịch này là nước sốt của cái này luôn nè. Hả? Để con cắt cái này ra. Này mà sao nè. Thằng cái này là phải ăn chung với khoai. Nãy là trứng, còn cái này là lọc khoai. Còn cái này á là một mấy miếng xúc xích với nó. Mẹ sáu qua đây chị là phải mập mà. Là ba nè, trước cái này nè. Gì đó? Xúc xích. Xúc xích. Rồi miếng để ra một miếng thôi. Không có gì. Rồi có xúc xích thì ăn miếng coi chứ đâu. Đứng mày ăn này cái tay phải chùi quậy. Giơ tay. Rồi bởi vậy thôi đừng chùi. Ăn xong là chùi luôn. Ăn xong chùi luôn. Ngày xưa lúc con mới qua Mỹ mày sao mà mới ăn con này nè. Một mình con ăn được 5 pound có nghĩa là 2,5 kg. Là con ăn hết cái con crawfish này luôn. Rồi mẹ thấy con có cái một dế gì mà con ngồi ăn hết trơn luôn. Không biết sao mà. Tại vì thế sao mà cũng chưa ăn ngon. Mà giờ ngán rồi. Mà có lần á. Mà chắc vậy quá. Có chắc lần con order. Có lần con order dễ Ngọc. À. Mẹ thấy nó không có tươi, không có ngon, bị bên đó đông đá vô bịch sẵn hả Ngọc? Đúng rồi, thôi mấy. Hồi đó mà cái đợt mà mới qua Michigan á thì người ta còn cho bán cái này, tại vì mày sớm biết không, cái con này á là nó ưa phá đất phá đồ dữ lắm, nên là tiểu bang Michigan người ta không có cho nhập cái con sống về nữa. Mà hơn giờ qua đây cái được con tươi. Chị ở đây á thì nói chung quê chị qua đi có thời gian có 1 tháng rồi nên không có đi chơi được nhiều, chứ mà qua đây mà ở mà chơi vài 3 tháng nha là con Ngọc nó sẽ đưa cho chị đi mấy cái tiểu bang vòng vòng ở đúng đây rồi. Nào để cho chị đi cho chị biết tiểu bang này tiểu bang kia. Có chị ly. Qua đây là hên là chị chưa có gặp cái tiểu bang lạnh mà cho chị đi một cái tiểu bang lạnh rồi á là chị sẽ có cái thấm thía cuộc đời này đó. Chị cái lạnh ở Việt Nam mình nó không có chi nhê gì hết. Mẹ sao chưa thấy tuyết phải không? Chưa thấy cho tuyết chị mà. Đi một chuyến cho chị biết. Tuyết đẹp lắm thôi, có như vậy mà chị đẹp dữ lắm, lấy độ luôn. Sao mà thấy tuyết á mê luôn. Ví dụ như tối nay nó rớt ha, là nó rớt trên cây thông, nó rớt trên những cái cây trước sân đồ của mình. Ba lấy cái mũ đồ muỗng nó sáng mình thức dậy là hả, là mình thấy trắng xó luôn mà nó đẹp dữ lắm. Ở trong hình trong tivi rồi thấy không có đẹp đâu ha anh Ngọc ha. Thấy ở ngoài mới đẹp đó. Ngon không? Ngon ha, con lấy ha. Mà cái con crawfish mày sao thấy nó giống thịt của nó giống thịt tôm không? Giống cũng dai hả? Cũng ngon. Nhất là cái mùa đông. Con tôm nữa kìa. Con tôm đó nãy giờ mẹ ăn chưa? Có luôn. Có, tại mà nãy chưa thấy. Trời nó nhiều lắm, nó có nghêu nữa nè. À, cũng chung vậy luôn hả? Người ta cứ bỏ vô hải sản là ta bỏ vô vậy. Mình order cái nào thì người ta gấp cái đó cho mình. À, vậy chứ không phải người ta làm lộn xộn rồi mua về đem về. Không, người ta hỏi mình ăn cái gì. Con nói thí dụ như con nói là một ký tôm hùm đất. À. 300 lạng tôm. 300 lạng cua hoàng đế hay là cua kia. À. Là cái người ta bỏ vô à. Mẹ tưởng đâu người ta làm lộn xộn vậy chứ mình mua cái hồi gấp rồi. Bởi vậy nãy con vô sao con gọi trước rồi mà bắt con đứng chờ thêm 10 phút nữa chứ. Con gọi trước rồi đấy chứ phải. Đây cái gì cũng sắp hàng. Sắp hàng mà sắp hàng mệt mỏi luôn á. Ở đây mà chị mà nó đi khám bệnh kìa. Thì mà chị vô chị khám bệnh chị ấy, chị đặt lịch chị bác sĩ kìa. Trời ơi. Ngọc nó điện ngộ điện miết ra đó, chặt cái điện miết ra đó. Trời ơi trời. Khổ. Không mà Ngọc thấy rồi nha. Cái bảo hiểm với lại bảo hiểm y tế của Florida này không biết làm sao. Chứ Ngọc thấy nó làm việc ấy rồi này chị khác, khó khăn hơn những tiểu bang khác. Khó khăn. Chắc Ngọc nghĩ là do tiểu bang Florida ấm áp quá. Rồi cái người già ở đây nhiều nên là bảo hiểm rồi này kia nọ, chứ Ngọc thấy bảo hiểm cho mẹ với ba. Hồi bữa Ngọc nghe nói mà Ngọc không tin. Khó khăn. Con làm bảo hiểm rồi ạ. Bảo hiểm mẹ ba con có cho mày đâu. Đây phải có bảo hiểm chị ơi, không có bảo hiểm tiền chị không nổi đâu. Ai cũng phải có hết trơn. Bảo hiểm mình ít tốn hay sao con?
Thí dụ như mình đi vô cái chỗ đó mình làm cái đó mình đóng phân nửa tiền hoặc là sao 40%, 60% vậy á. Ừ. Tùy theo cái bảo hiểm mình làm bảo hiểm gì mà sao? Ừ. Mày nghĩ cũng giống như Việt Nam. Dạ. Mày nghĩ cái này cái cần cắt mà, cắt dễ không ta? Ở bên kia ha, chị đi khám bệnh á, chờ chập gì ra chị chờ vài tiếng đồng hồ là có kết quả. Còn ở đây ha, chị chờ tầm tuần lễ 10 ngày. Thôi, mà đâu chị đâu có biết cái gì đâu. Đâu ai ăn đâu. Cái bắt đầu cái bệnh viện người ta mới điện về nhà. Mới điện về, ví dụ như tôi người Việt Nam, tôi đâu có biết tiếng Anh đâu, tôi biết có đưa cho Bảo Ngọc. Múc vô nhiều nhiều rồi trả lời bây giờ là ba mày ở bên này, ba mày bên kia. Để mày gắt mẹ. Đó. Chịu á. Mà ví dụ như bà ba mẹ con không có con rồi sao biết đường đặt hẹn? Sao biết đặt? Rồi làm cái gì sao làm sao? Chịu, làm chịu thua. Nãy giờ nhiều á hả? Ừ. À. No rồi đó. No, nãy giờ chị ăn hình như nhiều à. Tính ra mua vậy cũng dư á ha. Dư. Ừ. Ra mua vậy dư 4 người mà ăn nhiều đó. Con biết sao không? Tại vì mẹ chưa ăn lần nào. Con cũng cố tình mua cho nhiều để ăn cho nhiều vô. Nhưng mà hôm nay là ăn ngon đúng không? Ừ, ăn ngon mà ăn vậy cũng nhiều à. Con mua vậy là nhiều lắm. Vậy hả? Mày bao nhiêu phao? Không, con mua mỗi thứ chút, vậy này cũng cỡ gần mấy ký, cỡ 2 ký hải sản. Mà vỏ thì nó cũng ấy vỏ hết rồi. Nhiều, vỏ nhiều, chứ thịt thì cũng không bao nhiêu. Nhưng mà chắc mình đi chơi tầng sát thì cũng hơi mệt. Không, không, theo mẹ thấy mệt thì mẹ không mệt á. Nhưng mà vui cái không mệt. Nhưng mà tối nay cũng còn đi shopping được á. Rồi cái là mình đã ăn dưới kia rồi còn no con. Còn ăn dưới tàu rồi còn no, thành ra về nhà thì chưa kịp đói là con đã đem lên cho mẹ ăn rồi. Khách tới là phải làm vậy khách mới vui. Ê, mọi người biết sao không? Ở đi qua đây coi như là điện thoại coi như là không kịp để sạc pin luôn. Khách người này điện tới người kia điện coi như là trời ơi điện suốt luôn đó. Qua đây là mình thấy rồi, hàng gì cái điện đó mà ngủ không được đó. Em nói chị nghe, cái điện đó mà chị ngủ không được. Có nhiều khi em muốn ở bên đó nó quên. Nếu quên, ví dụ như tôi nghe nói là cam, ví dụ như nghe nói giá đường đó có muốn điện cho chị liền. Đúng rồi đó. Chị hiểu không? Cái chị thức giấc, cái chị không có ngủ được luôn. Rồi chị lo nữa. Tối mày sáu ngủ tắt chuông đi. Khổ vậy đó chứ thôi. Tắt chuông sáng có gì vậy, tính. Cầu khuya này con nghe 10 mà 3 4 giờ mà gọi cho mày sáu. 4 giờ, 2 giờ chứ mà điện. Hồi đó mấy giờ? 3 4 giờ sáng đúng không? Mấy giờ? Mày sáu nào? Không biết hồi nào, đâu có biết. Mà biết sao mày sáu tính kiếm cái đồng hồ. Không biết con để đâu, đang coi có mấy giờ. À, cái đồng hồ trong cái điện thoại không mình nữa. Không ai con cái điện thoại sao không có đồng hồ, không có cái đồng hồ bị hư. Có đồng hồ. Đi trước mình 2 tiếng đồng hồ không biết sao mà nó không có update được cái giờ giấc cho mình luôn. Chị không có biết gì hết á. Kỳ vậy trời. Rồi trước khi chị quên nó ban ngày với ban đêm chị quên, chị không nhớ cái nữa. Chưa có quen á. Mình nói với chị mình á, sáu qua chơi là có 20 mấy ngày à. Cho nên á lúc nào cần buồn ngủ sáu cứ đi ngủ. Chứ không có cần lấy giờ. Ví dụ như mình ở bên đây thì mình về thì mình cần lấy giờ lại ha con. Để cho nó quen giờ quen giấc của mình để cho mình đỡ khó chịu. Chứ còn chị của mình chỉ qua chơi thôi. Không cần lấy giấc lại làm chi. Cứ buồn ngủ lúc nào cứ đi ngủ cho nó thoải mái, cho nó khỏe. Để mai mốt mình còn đi về. Rồi mình đi về Việt Nam là mình lại trở lại cái giấc của mình nó đúng là mình khỏe. Chứ còn mà lấy giấc bên đây á, cái ban ngày cũng thức theo em, xong rồi ban đêm cũng ngủ theo em, nhưng mà hả trái giờ số ngủ không được rồi cái cố gắng nên nó mệt. Biết sao chị nghĩ là thôi giờ mình thức đi, đằng tối mình ngủ. Nhưng mà tối cũng vẫn thức luôn. Cái đó bởi vậy nó không bị ngộ vậy đó. Tối cũng thức luôn à. Mẹ của Ngọc á, trong gia đình của mẹ thì có 8 người anh em hả mẹ? 7 con. 7 hả? Ừ. 7 người anh em thì trong đó có cậu 2 với cậu 8 là con trai. Còn nhiều lại là 5 chị em gái hết trơn. Đó, nên là 5 chị em gái rất là thân, mà bà ngoại Ngọc chết sớm, mất sớm nữa. Bà ngoại Ngọc thì mất sớm. Nên là từ nhỏ tới lớn mấy chị em cứ đùm bọc rồi sống đùm với bọc nhau vậy đó. Thích nhau lắm. Mẹ 6 của Ngọc thì thứ 6, còn mẹ Ngọc là thứ 7. Rồi sau đó thì có 9 với 10 nữa, với dì Tư nữa. Là chị em gái. Rồi mẹ 6 thì ở Đồng Nai có một cái giường làm bút với lại cam. Cam bút. Ngày xưa đó là Ngọc lên giường mẹ 6 là mẹ 6 còn có ổi nữa. Con đi ra giường cái mẹ 6 mở cái bạch bịch ra, con nhớ cái khúc đó là mẹ 6 quấn cái bịch lại kìa. Ổi bịch lại. Ổi là sạch lắm. Trời ơi, ăn nó tươi mà nó ngon ghê mẹ 6. Đó, rồi giường mẹ 6 còn có chôm chôm, có sầu riêng. Hang, mỗi lần mà sầu riêng mà chôm chôm mà chín á, mà lúc ngày xưa rồi chứ giờ hết rồi. Là ông ngoại ha, bà 6 bỏ vô một cái bao, cái ông ngoại là
đem cái bao đó lên xe đò ngồi. Bà Sáu chở mười mấy cây số đi ra ở ngoài cái bến xe đò đó, rồi ông ngoại lên xe ngồi là chở cái đó đi lên tới nhà Ngọc là cho chia cho chín nè. Trên Sài Gòn có chín với mẹ thôi. Ừ, đúng rồi. Thì mẹ với chín là chia chôm chôm với sầu riêng chia nhau ra ăn. Đó, rất rất là vui với cái kỷ niệm đó. Mà ngày xưa đi mà lúc mà đi từ Sài Gòn thôi mà đi lên nhà mẹ Sáu chơi, hồi lúc đó là chưa có qua đò, là còn ở Bình Dương á. Hồi đó mình lên chơi bằng gì ta? Mình mướn xe mà. Đi con đi xe đò. Không, cả nếu mà cả nhà đi rồi đi bằng gì cả nhà nè. Thì lâu lâu cái mượn xe của chú Tám. À lâu lâu xe lâu lâu cái mượn xe chú Tám mới cái chở cả nhà. Mà hồi đó là đa số mà lên trên đó là đi xe chú Tám không. Ba lấy xe đó là có nhiều khi ba chở đi nữa. Ví dụ như đi lên chung cả nhà là con Sáu biết đi dịp nào không? Đi dịp đám giỗ ông Tám là cả nhà em là đi hết nhà. Còn nếu mà không có dịp đám giỗ á, thì lâu lâu Bảo lên, lâu lâu Ngọc lên. Mà Bảo thì đi thường hơn, tại lúc đó Ngọc còn đi học. Bảo mà lâu lâu cái gọi điện 36 36, con muốn lên 36 chơi, cái là đi xe buýt từ nhà em ra bến xe miền Đông, cái lên xe đi về Vĩnh Cửu, cái là 36 canh giờ xe Vĩnh Cửu về bến mấy giờ là 36 chạy lên đón. Đi hồi xưa đi cực lắm cả nhà ơi, mà vui lắm. Cả nhà biết không, ông xã mình á là tất cả những con cháu rất là thương, cho nên là hay lên nhà mình nhiều nhất. Rồi về á, về là đứa nào cũng có tiền hả, lúc ít tiền thì cho 50, mà lúc tiền hơi nhiều, nó nhiều sao? Bán trái cây á tiền hơi nhiều 100 thì tùy theo tùy lúc. Không, mà lúc đó con mới có 13 14 12 tuổi là lúc đó là 50 nhiều lắm. Nội đi tiền xe không hết 50 ngàn rồi. Đó rồi đi lên trển ra là có món ngon gì cái là ăn uống chơi vui karaoke đồ. Ngày xưa mà như Sáu nhớ, 36 kêu con là bằng bạn không, chứ tôi đâu kêu bằng con. Bạn ơi bạn, bạn bữa giờ sao rồi, cứ gọi điện thoại mở lên là bạn ơi bạn, mà gặp nhau là bạn ơi bạn. Vậy không à, nó thoải mái. Ơi Ngọc khoái đi lắm, mẹ ơi đi lên 36 chơi ăn đã luôn mà về còn có tiền nữa. Rồi ngày xưa lên thì có chị Oanh nè, rồi có thằng Bo với Dân, lúc đó thời nó còn nhỏ xíu là cháu ngoại của mày Sáu á, là cưng mấy tụi nó dữ lắm. Là lên rồi. Tụi nó chơi chứ còn đi lên giường lên rẫy đâu có gì chơi ngoài đó mà mọi người không. Nhưng mà chơi lên, với con cháu gia đình rồi vậy đó, chơi gia đình vậy mà vui nha con ha. Vui quá, mỗi lần lên chơi cái về cái mày Sáu cũng buồn. Đó nói không, trời ơi đưa tôi kinh về hả, anh Sáu nói thà không lên mà tôi kinh về á, ra đứng đưa ra đứng ra đó vậy á, mà về cái anh Sáu nó tời mấy đứa nó lên á, anh đưa về anh muốn khóc rồi. Đó, vậy á. Đó mà ở trên xe á, thì trên xe thì ngồi cái bay xuống dưới bay, ở dưới đất thì bái vai lên mà nói á, hả mỗi lần về là bệnh rịnh, mỗi lần về là bệnh rịnh cả nhà, giống như mấy chị em mình á, rồi mồ côi mẹ sớm, xong rồi còn có ba thôi, cho nên á ba mình á thì giống như là một người nông dân chất phác, thật thà lắm, nên á hả con cái thương yêu dữ lắm, nên á là lên cái là mỗi lần lên á là ông ngoại phải lên xe ông ngoại về với mẹ. Đó, hãy mỗi ông ngoại đúng trong. Đúng rồi, mỗi lần lên. Ông ngoại ông trong mỗi lần ông nghe lên là ông mừng lắm. Dỗ chuẩn bị đồ lên cái là quần áo rồi và iPad đó, ông, đồ. Đó ông ngoại ở với mẹ. Ừ. Mà ông ngoại từ nào giờ mẹ sinh ra là ông ngoại không nhậu luôn à? Không. Hồi nhỏ nghe ông ngoại kể á là hồi cậu hai với dì ba còn nhỏ á là ông ngoại có nhậu với mấy bạn hàng xóm mà hồi nhỏ lớn lên với ông ngoại cùng xóm á. Cái ông ngoại kể nhậu vô cái mấy ông đó là rủ hát rồi đó, lấy gõ nè, gõ thùng gõ cái này kia, cái cậu hai với dì ba nói trời ơi ba làm gì con mắc cỡ quá. Rồi là từ đó tới sau này là không bao giờ ông ngoại có uống mà không bao giờ có hát múa gì đó hết. Rồi nghỉ luôn, tới sau này luôn á. Mà con mắc cỡ á. Hồi đó cậu hai dì ba cũng nhỏ xíu chứ đâu có phải lớn đâu Ngọc. Mà cậu hai dì ba nói vậy ngoại nghỉ luôn, không uống. Thôi kệ, nghỉ về, cũng
cũng có một cái đặc điểm riêng. Cái vậy đó. Đó. À, mọi người ơi, một cái video clip hôm nay chia sẻ mà đặc biệt là hả, mẹ Sáu Ngọc mua về để mẹ Sáu thưởng thức được cái món tôm hùm đất. Tại vì nào giờ mẹ Sáu chưa có ăn thử, với lại cái nước sốt ở đây Ngọc bữa Ngọc ăn rồi đó, Ngọc nói mọi người rất là ngon luôn. Nên là mua về cho mẹ Sáu trải nghiệm. Hy vọng là mẹ Sáu thích cái món ăn này ha. Hồi nãy giờ cái video clip gia đình ăn món ăn rồi chia sẻ với mọi người cũng rất là vui. Có thêm dì ruột của Ngọc từ Việt Nam qua thăm gia đình, sẽ ở đây trong một khoảng thời gian vài ngày, là sẽ có tiếp tục những cái video clip tiếp theo để gửi tới tất cả mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục đón xem theo dõi những cái ngày mà mẹ dì của Ngọc, dì ruột của Ngọc ở Mỹ như thế nào và chia sẻ với mọi người ha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye. Xin chào tạm biệt cả nhà. Xin chào.